những loại rau đắt hơn thiệt, thế giới coi như thần dược, người Việt đua nhau săn lùng. Trước đây, những loại rau này vốn chỉ được coi như cỏ dại, nhưng giờ nó có thể có giá tới 100.000 đồng một ký, nhưng vẫn được nhiều người tìm mua hay thậm chí là tìm cách trồng tại nhà bởi giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của nó đối với sức khỏe, thậm chí còn được coi là thần dược ở nhiều nước. 1. Rau chùm ngay. Chùm ngay là loại cây có xuất xứ ở vùng Nam Á. Trước đây, loại cây này thường mọc hoang ở Việt Nam nhưng không được nhiều người biết đến giá trị dinh dưỡng của nó. Sau này, khi có nhiều thông tin chia sẻ về những lợi ích của nó, chùm ngay bỗng trở thành thần dược được nhiều người lùng mua. Không chỉ tại Việt Nam mà ở nhiều nước khác, chùm ngay cũng rất nổi tiếng. Nó được gọi với tên là cây độ sinh, cây cứu đói. Rau chùm ngay có rất nhiều các loại dinh dưỡng, bao gồm chất đạm, các vitamin, 18 axit amin, hợp chất phenol, nhiều khoáng chất, vân vân. Đặc biệt, chùm ngay có chứa hàm lượng canxi cao hơn sữa gấp 4 lần, có hàm lượng vitamin A cao hơn cà rốt 4 lần và vitamin C gấp 7 lần quả cam. Với những giá trị dinh dưỡng cực tốt, chùm ngay có vô số tác dụng với sức khỏe như ngăn ngừa khối u sơ tiền liệt tuyến, đào thải độc tố, giúp ổn định huyết áp, bảo vệ gan và chống lại căn bệnh tiểu đường. Mọi bộ phận của chùm ngay đều có giá trị dinh dưỡng và dược tính, bao gồm lá, thân, rễ và hạt. Đây là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, có thể sử dụng để bổ sung chất cho cơ thể, tăng cường đề kháng một cách tự nhiên nhất. 2. Rau càng cua. Càng cua vốn là loại rau mọc dại thường thấy ở bờ rào, trong vườn và hay bị nhổ bỏ ở Việt Nam. Thế nhưng, nhiều quốc gia lại coi loại rau này như thần dược và khi được nhiều người biết đến thì giá trị của nó ngày càng cao, dao động từ 70.000 đồng đến 110.000 đồng một ký tùy vùng miền. Theo Đông y, cây càng cua có vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, hoạt huyết, tan máu ứ, thường dùng để chữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng, viêm ruột thừa, viêm gan truyền nhiễm, viêm dạ dày, ruột, tiêu hóa kém, đau nhức xương khớp, sốt rét. Ngoài ra, nó còn được dùng chữa rắn cắn, nhột lửa, chấn thương, xương đau. Trong rau cũng chứa rất nhiều chất sắt, rất tốt cho người thiếu máu do thiếu sắt. Rau càng cua cũng rất tốt cho tim mạch và huyết áp nhờ có chứa các chất kali, magie. Ngoài ra, nó cũng góp phần trong việc chữa bệnh đái tháo đường, táo bón, cao huyết áp, v.v. Vì sở hữu đặc tính giải nhiệt, nhiều chất bổ, vị hơi chua chua và mọng nước nên rau càng cua có tác dụng giải khát tuyệt vời. Hơn nữa, nó cũng có thể phát huy công dụng trị bệnh, ngoài da rất tốt. 3. Rau đắng biển. Loại rau này thường phát triển ở các khu vực đầm lầy, bãi cỏ hoang, có hơi ẩm, hay nằm pha lẫn với các loại cỏ thấp ở ngoài bờ ruộng, nên người ta còn gọi là rau đắng đồng. Theo y học cổ truyền Việt Nam, rau đắng biển có tính mát, vị đắng, có khả năng thanh nhiệt, tiêu độc, lợi tiểu, tiêu thủng. Trong rau đắng biển cũng sở hữu khá nhiều các chất có lợi cho sức khỏe như các loại alkaloid và saponin. Các yếu tố này tác động rất tốt trên hệ thống tuần hoàn não, tăng cường dẫn truyền xung động thần kinh, chống lại hiện tượng oxy hóa của tế bào não, nhờ đó giúp tăng cường trí nhớ. Những người mắc bệnh động kinh có thể dùng rau đắng biển để ngăn ngừa sự tái diễn của cơn động kinh. Một nghiên cứu dược liệu tại Ấn Độ cũng cho biết rau đắng biển có thể giúp giảm đau và ngăn chặn quá trình gây viêm với những người có thoái hóa khớp hoặc mắc các chứng bệnh về đau nhức khớp. 4. Rau ngót rừng. Gần đây, mọi người chia sẻ thông tin về một loại rau có giá đắt ngang tôm hùm, đó chính là rau sắn hay còn gọi là cây rau ngót rừng. Theo chia sẻ, rau sắn có giá 150.000 đồng một ký, nhưng khi khan hàng có thể lên đến hơn 1 triệu một ký. Rau sắn đang trở thành thứ rau đắt nhất của giới săn ăn, được nhiều người săn lùng. Rau ngót rừng hay ngót nhà đều có những công dụng kỳ diệu. Đây là vị thuốc dễ trồng và dễ sống nhất. Lá rau ngót có vị bùi ngọt, tính mát, rễ vị hơi ngâm đắng. Theo Đông y, lá và rễ rau ngót đều có tác dụng mát huyết, hạt huyết, lợi tiểu, giải độc. Lá rau ngót còn giúp chữa sởi, ho, viêm phổi, sốt cao, đái rắc, tiêu độc, vân vân. Rễ rau ngót rửa sạch, giã nát, ép lấy nước uống trong ngày có tác dụng lợi tiểu, thông huyết, kích thích tử cung co bóp.
Ngoài ra, rau ngót rừng rất giàu đạm nên được khuyên dùng thay thế đạm động vật nhằm hạn chế những rối loạn chuyển hóa canxi gây loãng xương và sỏi thận. Với những thành phần trên, rau ngót được khuyên dùng cho người muốn giảm cân và người bị tăng huyết áp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rau muống kết hợp với thực phẩm này sẽ trở thành bài thuốc chữa ba bệnh nguy hiểm. Đông y cho rằng nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ ba bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu. Chuyên gia gọi rau muống là khắc tinh của bệnh tam cao. Rau muống là món ăn phổ biến của người Việt bởi đây là thực vật dễ trồng, phổ biến hầu hết ở các địa phương. Trước đây, rau chỉ được trồng theo mùa, nhưng giờ có thể tìm mua được quanh năm, kể cả khi trái vụ. Theo nghiên cứu của Đông y, rau muống không chỉ đơn thuần là một món ăn, nó còn là một vị thuốc nếu chế biến đúng cách. Công dụng của rau muống. Theo Đông y, rau muống có tác dụng giải cảm nắng, bù nước, thanh nhiệt, giải độc, cầu máu nhanh, làm mát máu, nhuận tràng, thông tiện. Trong sách Nam Phương Thảo bản trạng Trung Quốc còn ghi rằng đây là loại rau kỳ lạ, có thể kích ứng với khẩu của nhiều người, chữa bệnh không kém gì dược liệu. Cụ thể, rau muống có tác dụng chữa bệnh trĩ, đi ngoài có máu trong phân, bị rắn cắn, nhiễm trùng, khô dịch tiết âm đạo, ngộ độc thực phẩm. Thông thường, người bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, trẻ em chảy máu cam, nên ăn canh rau muống nhiều hơn để tăng cường hiệu quả điều trị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, rau muống giàu chất cellulose, lenin và pectin. Trong đó, pectin có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi lenin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Ngoài ra, rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau giản dị này còn chứa rất nhiều vitamin và carotene giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêng tốt cho người bị tiểu đường. 1. Rau muống, trứng gà, chữa hạ huyết áp. Những người bị huyết áp cao nên nấu rau muống cùng với trứng gà. Cách làm như sau: rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị, làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng, vừa vón thành khuôn, chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào. Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm. 2. Rau muống, thịt gà, giảm hấp thụ cholesterol. Người mắc bệnh mỡ máu cao, tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Cách làm như sau: rau muống rửa sạch các khúc vừa ăn, thịt thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm ít tỏi băm vì thơm. Xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì cho thêm chút gia vị đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào, rau chín thêm chút gia vị rồi ăn nóng. 3. Rau muống, rau ngô, giảm lượng đường trong máu. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp bạn cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Cách làm như sau: chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, rau ngô 30g, thêm nước vừa đủ, nấu thành món canh. Chắc nước canh để uống 2-3 lần một tuần. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Công dụng quý từ cây tầm bốp. Tầm bốp là cây dại, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốp còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốp: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không, dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả, đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trang ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc, có tên dược là Heather Physalis angulata. Công dụng và cách dùng: đông y cho rằng toàn cây tầm bốp có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chủ trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốp làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốp được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày, nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốp có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốp: trị nhọt vú, đinh độc, dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốp khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tầm bốp tươi 20-30g, nấu với tiêm lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cỏ mằng trầu trị huyết áp cao. Đông y cho rằng cây cỏ mằng trầu có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp. Cỏ mằng trầu hay mằng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tam thảo, chỉ cỏ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu, cỏ mằng trầu. Đông y cho rằng cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Phối hợp với nhân trần làm nước giải khát mùa hè. Có công dụng trị cao huyết áp, lồng phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu tiện vàng và ít mọt. Còn dùng cho phụ nữ có thai, hỏa nhiệt, táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, sốt nóng. Cũng dùng uống trị mụn nhọt, có chứng nhiệt độc, trẻ em tư lưỡi. Hiện nay, cỏ mằng trầu còn được xếp vào nhóm những cây thuốc quý có tác dụng chữa ung thư đang được nghiên cứu. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cỏ mằng trầu. Bệnh nhân cao huyết áp: nhổ toàn cây,
cả rễ rửa sạch, thái nhỏ. Cần 500g, giã nát. Thêm một chén nước đun sôi để nguội. Vắt lấy nước cốt. Lọc lấy nước, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống. Chia 2 lần uống vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Bệnh nhân lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, lấy cọ măng trầu 40g, sắc 200ml uống một lần trong ngày. Phụ nữ có thai, người nóng dẫn đến táo bón, buồn phiền, động thai nhức đầu, nôn mửa tức ngực. Ngày sắc 12 đến 16g khô trong 300ml nước uống 2 đến 3 lần. Trẻ con mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ từ lưỡi, lấy cỏ măng trầu tươi 120g rửa sạch giã nát, vắt lấy nước uống. Cỏ khô 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống 2 lần. Nóng trong người, tiểu gắt và vàng, da mẩn đỏ, cỏ măng trầu 40g sắc uống 1 lần trong ngày, có thể thêm 20g rễ cỏ tranh sắc chung uống trong ngày. Trẻ đá dầm lấy 20g cỏ măng trầu, mùi tàu 20g, rau ngổ 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, sắc uống sau bữa ăn chiều. Ngoài ra, cỏ măng trầu với mùa kết luôn lấy nước để gội đầu, dùng trị tóc bạc sớm. Đề phòng viêm màng não truyền nhiễm, cỏ măng trầu 30g, sắc uống trong ngày, uống liền 3 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó lại uống tiếp 3 ngày nữa. Chữa sốt cao, co giật, hôn mê. Cỏ măng trầu 120g, sắc với 600ml nước, còn 400ml, thêm ít muối, cho uống nhiều lần trong 12 giờ. Măng trầu cũng một vị thuốc trong toa thuốc căn bản. Cỏ tranh 8g, rau má 8g, cỏ mược 8g, cam thảo đất 8g, cái đầu ngựa 8g, măng trầu 8g, gừng tươi 2g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g. Tác dụng của măng trầu trong đơn là giải độc, an thai, thanh nhiệt. Chữa viêm da, vàng da. Cỏ măng trầu tươi 60g. Rễ cây tổ kén được. Một loài cây gió 30g sắc uống. Chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mẩn ngứa. Lấy cỏ măng trầu tươi, rửa sạch giã nát, vắt lấy nước cốt uống ngày 2 đến 3 lần. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít. Măng trầu 16g, cỏ tranh 16g, sắc uống trong ngày. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nổi mụn trong miệng do ăn uống nhiều đồ cay nóng nên cần thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiện. Dùng cỏ măng trầu, cây muống trâu, rễ cỏ tranh, rau sam, rau má, rau ngót, rau dền trắng, cỏ mược, cây ké, cây đậu xăng, cam thảo nam, mỗi thứ một nắm. Bí đô 2 khoanh mỏng, củ sả 10 lát mỏng, gừng tươi 3 lát, vỏ quýt 1 cái. Sắc với nước, ngập một lóng ngón tay, còn một bát để uống hết. Sắc lần 2, lần 3 để uống trong ngày. Theo lương y Vương Đăng, nếu phụ nữ bị ban huyết dùng cỏ măng trầu, cây muồng trâu, thái nhỏ, cam thảo nam, rễ tranh, cỏ mực, rau má, cây ké, mỗi thứ một nắm, ngải cứu 10 lá, củ sả 10 lá, gừng sống 10 lá, vỏ quýt 1 vỏ. Vỏ quýt 1 vỏ, đổ ngập nước sắc còn 2 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.